Lá thì lấy từ rừng Hương Sơn Hà Tĩnh về, phơi được 3 nắng ở triền đê, thả xương cho ẩm lá. 8 ngọng 16 vòng, phải thắt hết 16 vòng bằng tay. Vòng tròn, lá đẹp, mo đẹp, khuôn đẹp, quả nón đẹp, đường khâu mũi chỉ đẹp, dáng đẹp, cái gì cũng chọn đẹp hơn, nên là cái nón lá làng Chuông nó sẽ bền hơn, đẹp hơn nón thiên hạ. Ông bà cha mẹ tôi đã có nghề làm nón, nghề truyền thống. Năm lên 8 tuổi, tôi đã học rẽ lá làm nón theo mẹ. Tôi càng lớn lên thì tôi càng ngấm vào máu. Là thôi, con học hết cấp 3 rồi thì con xác định con ở nhà, con lập nghiệp cái nghề của cha, của mẹ. Mới 18 tuổi đầu tôi đã làm rất nhiều mẫu. Nón lá trắng truyền thống là nón lá lụi, và nón lá già ghép sống, và nón quay theo. Một vòng khâu này rơi vào hơn 200 mũi khâu. Thế mà có 16 vòng, vòng to bù, vòng nhỏ, thì nó cũng rơi vào rất là nhiều mũi khâu. Khâu nón thì đòi hỏi chị em cái ngồi nó phải có cái chiều tượng, đâm kim nó phải đều mũi. Nếu mà đủ hết các công đoạn từ đầu đến đuôi, tính ra là rẽ lá, lả lá, bứt vòng, quay nón, nức nón, lồng nhôi nón, quăng dầu nón, để cho đến tay người tiêu dùng. Làm nón kỵ đấy phải trong 7 tiếng rồi làm nón. Khi mà thời đại nó phát triển đi lên ấy, thì nhiều cái công ty nón là nó làm ra những cái mũ công nghiệp, mũ bằng lụa, mũ bằng vải. Xu hướng của chị em lại thích thay đổi mốt, thì cái nón của mình nó bị mai một hơn. Thì mình nghĩ lên là à thì sao cái nón lá truyền thống bây giờ nó đang ế ế thế này, bán không được nhiều, thì mình làm nào để mình đặt lụa vào thay cái lớp lá, vẫn là mo truyền thống của mặt trong, nhưng mặt ngoài mình là mình đặt lụa nha xà, lụa Vạn Phúc. Tôi tự đặt cho là nón lá trên lụa. Nguồn sống của mình, làng mình có người làm, mà sao mình không phát huy để bán được nhiều. Thế là từ đấy mình mới làm ra nhiều mẫu mã. Ngoài chiếc nón lá truyền thống và nón lá trên lụa, tôi đã đi học cách để làm nón lá sen, nón lá đề. Tôi làm nón bãi biển, nón đề co, nón trang trí, nón hội nghị. Nói chung là tôi làm nón đạo cụ. Nón của tôi thì được ra thị trường Anh có, Đức có, Hàn Quốc có, Trung Quốc có và Nga có. Đi thử một tháng tôi nhận của khách là 10.000 cái, to nhỏ khác nhau, đa dạng mẫu mã, chứ không nó mỗi nước nó ăn một mẫu mã khác nhau, thì mình lại phải đáp ứng theo cái mẫu mã của thị hiếu thị trường. Đời của mẹ tôi, nó làm cái để bưng gạo từ chợ hoặc mì rau từ chợ về, và nó làm gầu tắt nước đi làm ruộng, và nó làm cái để ngồi lúc nghỉ ngơi ở ngoài đồng, và nó lại múc nước ở dưới mương để uống. Thế còn ngày nay thì cái nón nó đẹp hơn, nhiều mẫu mã sáng tạo hơn, nó nhân cách lên để đẹp hơn so với người phụ nữ Việt Nam.